đây chúc em. Rồi sao nó ngồi im rồi? Rồi sao tự nhiên ngồi đứng im luôn rồi? Bánh một lọc. Các bạn một lọc gặp chưa luôn để chơi cho chứ. Dạ. Chủ nhật hôm nào ta hà mua về có ăn buổi sáng đó. Cho hồi đó hôm nay có bánh bèo, bánh ít chân. Bánh này bánh kia nhiều quá chưa hết rồi. Dạ hết rồi. Cảm ơn nhiều. Bánh sống quá. Thank you.
Đúng với chị, bán 18 ngàn ký. 18 ngàn ký. 20 ngàn ký giờ lấy 10 ngàn cũng được. Rồi hai chỗ sổ 18 ngàn luôn mà đâu có lãnh chị. Mỗi sổ. Chào anh. Dạ. Thôi nha. Cái này nè, đừng xả, bỏ lên luộc để cho thử mùi đi. Nó thơm không?
đấy, bữa nào lên coi đi. Đây, chúng em bấm cho, chúng em bấm cho. Ừ. Để cô xem là dung nhan của tao ngày xưa với ngày nay có được không? À. Cái này phải đổi mới. Có ông nói ngày nào muốn coi qua quay ba lòng eo ở ngày nào cũng bán giới thiệu sản phẩm cho mỏng luôn. Đưa ra tầm quốc tế rồi luôn. Vương tầm quốc tế phải không? Xài gì ghét xài đi mấy chị ơi. Em quay YouTube. Dạ. Em quay nhỏ đó kìa, nhỏ kìa, nhỏ đang giấu cái kìa. Dạ. Nướng cái này nè chị ạ. Tại vì có chị ở đây.
Chị bán heo rừng ngon nhiều lắm. Dạ. Bán heo rừng ngon. Làm bếp gì ạ? Dạ, làm đăng YouTube chị ơi. Ủa, này mình chế biến sẵn luôn hả chị? Heo rừng. Dạ, em cái này là sao đó? Dạ, có thể. Dạ, dạ rồi, có thể. Rồi, em gửi chị. Đây đừng quay cái tô. Đây quay cái tô ăn tô hấp dẫn. Cam Vĩnh Long nha, cam Vĩnh Long có 15.000. Ôi thôi nước quá. Mặn thì nó ngọt. Tối tối hả? Không.
tính. Dạ. Giá bèo, giá bèo. Nha. Cảm tạ mọi người đã ủng hộ nha. Phải đúng. Em đi bà chị mang coi. Dạ bà chị. Dạ chào chị. Quay với em gái nè. Dạ. Dạ quay cho bắt cái cây kìa. Dạ. Dạ. Sao đẹp bằng anh được. Tao lấy khăn lau mặt anh nha. Ủa anh bán bao khăn bán bán hoa vậy anh? Được không?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hello chị. Đang cười. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy, giờ mấy ông nhỏ cái phần mấy con nó mát, phần nó thoải mái. Người ta nói là không có phụ nữ nào xấu hết, chỉ có phụ nữ không biết mình xấu, ai lộn không biết làm đẹp cho mình thôi, quên. Để chị ghé xe đi mấy chị ơi, kè tóc gọt cài đi mấy chị gái ơi. Này nó 20 gái, này nó 20 luôn. Rồi, cái này là 30, 50 ngàn gái ơi. Đó, chị nhiêu đây là 50 ngàn nè, thấy chưa? 3 cái thôi. À. Cô ơi, sẽ gì ủng hộ con nè, đi đâu đi hoài à, đi gọi con nè. Rồi, cảm ơn chị gái, đó chị gái 50 ngàn. Lựa quẹo quẹo lựa luôn mấy chị ơi, kìa tóc lộn, dây nó dây Thái không dạng, lộn dây Trung Quốc, Quảng Châu chứ lộn không dạng. Dạ nó không có dạng. Xỉm gì ghé chơi mấy chị ơi, kẹp góc cột này mấy chị gái ơi. Hàng đá này Trung Quốc, Quảng Châu. 5 ngàn đúng rồi. Chắc chắn luôn ha. Nó không dậy, nó không dậy. Giờ nó có xài không? Dạ, nó 25 ngàn cho mấy 20 ngàn hai xài nè cô, dạ 15 ngàn. Thoải mái. Dạ không, thiệt giá con bé à cô. Chị này ghé xem đi mấy chị ơi, kẹp tóc gọt cài nè chị ơi. Dạ đây này 30 ngàn chị gái ơi. Không gây ô nhiễm môi trường. Quay gì cái kìa, quay gì nữa nè. Nhớ về xem nha chị. Chị dễ thương. Xem. Cái trắng này nó bắt bạo. Chị Diễu. Chị dạ. Nó ung vô. Rồi có tay nào giới thiệu luôn. Anh ơi, đây là ngã tư quốc tế. Dạ, ngã tư quốc tế. Em có làm luôn cái dịch vụ là mai mối luôn nha chị. Mai mối luôn. Dạ. Đang thế nè. Không, trong cái ba cộng mua kết mà, cũng vậy đâu. Chứ chú ý là
mình cột ra mình che mất dây mình đưa ra thôi. Hậu đó là chủ là đưa lơ ra. Xe thì ghé xe thì mấy chị rồi mấy chị có cột dài Phan, Phan, Phan. Từ hôm nay có xem chưa vậy trời? Nhớ đăng ký ủng hộ tôi ý nha. Cô ơi, bán 8 đẹp quá. Ê, một chị mới ngủ dậy quá vậy ta. Dạ có. Đây có thấy, có đấy rồi, đấy rồi. Dạ. Năm chục.
Chào chị. Lên luôn hả? Lên YouTube luôn hả? Lên YouTube. Cố gắng hết sức mấy cô đợi con rồi từ cô. Giờ con dặn con biết. Chào ba đặt. Bên đài truyền hình nào? À, chị có điện thoại đó không? Em bấm cho. Dạ. Cái 10 ngàn bác cho thôi.
Dạ. Quá trời còn món đồ ăn. Này là ổn, rất ổn luôn á. Dám dòm lỡ cầu cầu lỡ. Không phải em mất túi nha, em tháo cái bóp gì ra, em bỏ cái bóp lên chân vừa. Không phải mất túi nha. Hôm qua nhà có mua xu sao anh ơi? Dẫn không? Hôm qua nhà có mua xu. Dẫn coi. Chưa. Không cô? Dạ. Thì phải có mạng rồi. Ừ,
bạc hả? À, chào Ben. Bốn kilo trứng 35 giá 15 74 đấy là 10 với kia 30 40 đâu quay lên tôi đây ở đâu được không 40.000 đúng hả nếu mà tôi ở Bến Tre dạ chị ở Bến Tre dạ 40 hả có 6 triệu đó giờ người ta bán giảm giá rồi giảm giá 40 có 6 triệu biết nhiêu ký không 25-20 ngàn giờ cổ 15 ngàn có lẽ còn hơn cái chợ quê mà nữa chợ thành phố bây giờ có lẽ hơn chợ quê nữa giờ bán chậu về mấy bà con ơi đây giờ bán chậu về luôn cam sòn sổ hai chột qua chột quẹo lửa lọc bán 15-15 luôn nè anh ấn cái nút có gì lạ mới là đưa lên dạ đầu cái đuôi 50 cái đầu 35 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nè lớp chữ ba rồi nè. Nè bánh kem. Lên liền luôn, phát trực tiếp luôn mà. Đủ chưa kinh? Cắn loại gia vị mấy chị ơi, mắm tôm, bánh nem. Như lên YouTube luôn. Không, em có dịch vụ cái gì gọi là tìm moi mối luôn đó, moi mối công dân luôn đó, đâu ai. Dạ. Trai 18 tuổi. Cái chỉ tiêu là chỉ 18 tuổi rồi đúng không? Có gì điều kiện khác không hay là có 18 tuổi là được? Dạ. 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 Dạ rồi. Đây cô có ai nhu cầu tìm mai mối này nha. Ui trời ơi, ơi. Lắm mối tối làm không? À, lắm mối tối ngồi không? Lắm bồ lắm bạn tối nằm qua một bên. À dạ. Ui trời ơi đấy. Dạ. Đâu muốn đấy. Đây lúc mà lắm mối tối làm không đấy. Cha nào phát tử sắp đi, băng hà kêu đây. Nhưng mà giờ phải nói cái tiêu chí đi chứ, tao biết đối tượng đồ đàng hoàng với mai mối phải có tiêu chí là bây giờ bao nhiêu tuổi rồi, tình hình kinh tế tài chính là yêu cầu gì khác. Dạ. Ông ơi, mở cửa cho con cháu nhờ đó con. Đuối quá rồi. Dạ. Dạ. Qua đi. Đây là chủ nướng tôm bánh gì? Này là nướng nem nướng. À nướng nem nướng. Quay thoải mái ghi 5 cây rồi rồi. Dạ. Con chép đó là đó. Đó, đó, cái này dạ, con quay ổng đang lo ấy giống như là chân anh bánh ô vậy đó. Dạ. Đừng có quả ký cũng ba ta. Quay thoải mái đi cho em. Dạ. Quay đang dạ. 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 Thank you.
Cà xanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.